California, is the only state in the entire country, California là in which tiểu bang duy nhất đến. trên toàn quốc, nhìn nhận làm tóc là một tội ác. Chủ tiệm làm tóc Gino Bolin đã chán ngấy với lệnh cách ly xã hội của tiểu bang, cấm các cơ sở kinh doanh không thiết yếu mở cửa. Một số ít tiệm làm tóc và làm nail đang ghi thêm tên của họ vào đơn kiện chống lại thống đốc Gavin Newsom, đệ trình vào tháng trước, yêu cầu họ được phép mở cửa hoạt động trở lại. Chuyên gia thẩm mỹ Joyce Partiz cho biết, kể từ khi đại dịch bắt đầu, cô chỉ làm việc được 6 tuần và đang trong tình trạng nợ nần chồng chất. Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đóng cửa rồi lại mở cửa. Chúng tôi đã được huấn luyện rất nhiều về vấn đề vệ sinh và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm việc an toàn, chủ tiệm Pineapple Hill, đã kiện thống đốc Newsom vào tháng 12 năm ngoái sau khi nhìn thấy các nhân viên phải sắp xếp bàn ăn ngoài trời cho một đội sản xuất chỉ cách nhà hàng của cô vài bước chân. Nói với tôi rằng ngồi chỗ này là nguy hiểm, nhưng lại yêu cầu ngồi chỗ ngay bên cạnh tôi. Đây như một cú tát vào mặt. Chuyện này thật bất công. Đoạn video của Angela Morrison đã lan truyền khắp mạng xã hội. Một luật sư đại diện cho các chủ tiệm cắt tóc cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy những tiệm làm đẹp này khiến cho số ca nhiễm coronavirus tăng lên. Họ muốn ông Newsom ngay lập tức cho phép mở cửa lại các doanh nghiệp nhỏ hoặc họ sẽ đưa đơn kiện lên tối cao pháp viện. Chúng tôi hiện đang thách thức thống đốc Newsom. Hãy cho chúng tôi xem dữ kiện về coronavirus hoặc hủy các lệnh cách ly xã hội tùy tiện này. Các chủ doanh nghiệp nói rằng họ chỉ muốn chu cấp cho gia đình và nhân viên của họ và tin rằng họ có thể mở cửa một cách an toàn. Thống đốc Newsom cho hay các lệnh cách ly dựa trên số đơn vị chăm sóc đặc biệt mà tiểu bang hiện có và cần có các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan và tử vong cho COVID-19. Right they... Ở mọi tiểu bang đều có những tiệm đang làm việc an toàn, ít gây lây nhiễm mọi tiểu bang đều cho phép hoạt động ngoại trừ california chúng tôi có khẩu trang tấm chắn máy lọc không khí nhưng chính quyền vẫn im hơi lặng tiếng tôi không biết tại sao chúng tôi lại bị xem là không thiết yếu